Tình huống chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. Ngay khi có lệnh, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 2 đã tiến hành mọi công tác chuẩn bị và nhanh chóng cơ động có mặt tại thực địa. Đây là một trong những nội dung được sư đoàn 9 thường xuyên chỉ đạo các đơn vị luyện tập để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì là được là một người quân nhân được góp một phần công sức vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong các hoạt động này, đơn vị đặc biệt chú trọng đến nội dung phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Sư đoàn đã rà soát các phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng địa phương trên địa bàn cũng như các khu vực sư đoàn đảm nhiệm, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Bên cạnh đó, sư đoàn cũng tăng cường huấn luyện thực hành, dã ngoại, sơ tán, phòng tránh đánh trả, huấn luyện đêm, chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn. Huấn luyện kết hợp với rèn luyện thể lực, hành quân xa, mang vác nặng trên nhiều loại địa hình để nâng cao sức cơ động của bộ đội. Trong đó, quân đoàn 4 thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện để kịp thời bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến sát với nhiệm vụ và địa bàn. Tổ chức giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đoàn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không lơ là chủ quan, không để bị động bất ngờ. Các cơ quan trong toàn quân đoàn tập trung hướng dẫn, tổ chức luyện tập về các phương án tác chiến khi có tình huống xảy ra, không để bất ngờ. Tiết giảm thời gian huấn luyện lý thuyết và các đề mục huấn luyện đơn giản, tăng thời gian huấn luyện các nội dung khó, đưa bộ đội vào tình huống chiến đấu. Những điểm yếu, khâu yếu trong công tác huấn luyện ở các đơn vị quân đoàn 4 đang từng bước được khắc phục.